Thưa quý vị, đến ngày 18 tháng 10, khi hầu hết khu vực đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng có nước thủy cục, người dân mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa bị ngập lụt. Do nhà dân ở đây đều bị ngập từ 2 đến 3 mét, lại là nhà cấp 4, không có gác, nên đồ đạc bị hư hỏng rất nhiều. Nhiều vật dụng như sách vở, tủ quần áo, chăn nệm bị ngấm bùn đều bị người dân vứt bỏ. Tại đây có nhà ngập sâu hơn 3 mét, đêm nước dâng, nhiều nhà phải phá mái tôn rồi di chuyển trên các mái nhà khác để đến nhà đổ mê trú ẩn. Khi quay về, đồ điện tử đều đã hỏng, còn áo quần ngấm đầy bùn đất. Đồ đạc các thứ, đồ vật dụng, tivi, tủ lạnh đồ là hư hại hoàn toàn. Áo quần, những cái đồ mà trong nhà thì nói chung có thể nói là hết gần như là 100% là nó bị hư hỏng rồi. Vì dọn không kịp, nước lên quá nhanh là dọn không có kịp. Tôi cũng không nghĩ là nước nó lớn đến mức như thế. Vì những cái năm trước là thường nó lụt là nó cũng mức độ thôi chứ không phải lớn như cái năm này. Thì người ta cũng dọn không có bao giờ kịp được. Nhiều nơi rác chất thành đống cao hơn 2 mét do vật dụng bị ngấm nước và rác ứ động nên có mùi hôi thối. Đơn vị xử lý môi trường phải dùng xe tải chuyên chở đất để gom rác đi xử lý.